Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Tuấn Hiệp TV. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hiện tại thì Hiệp đang có mặt tại cái ao của nông trại mọi người. Ngày hôm nay thì Hiệp sẽ tiến hành thử nghiệm cái mà kéo cắt đất này này. Như hôm trước là mình đã có làm rồi thì bây giờ là mình sẽ thử nghiệm xem thử coi là cái kéo này nó có hợp ở cái vùng đất này không nha mọi người. Hiện tại thì mình thấy cái đất này nó rất là cứng. Mình nghĩ là cùng cái kéo này thì nó không khả thi lắm. Nhưng mà mình cũng sẽ thử. Ôi. Hola, chân chào mong là tôi là Manuel. Hola, chân chào mong quay tôi là Bel. Yeah. Ôi. Xin chào. Ở chỗ này thì còn tuy là cái xuống cái lớp đất nó mình thấy nó xuống cái lớp đất nó tương tự là gần gần bằng nhau này, nhưng mà cái vùng đất nó lại khác nhau. Chẳng hạn như ở cái chỗ sau mình, chỗ Chiki Tu đây là đất rất là sỏi này, sỏi và kiểu vùn đấy mọi người. Đấy, còn cái phía vùng đất mà ở phía sau chỗ Kareka làm ấy, thì cái vùng đất đấy thì nó lại là cái vùng đất mà bùn nhiều á mọi người. Đấy, cái chỗ đấy thì khả năng là sẽ dùng cái kéo cắt đất này được. Thì để tí nữa là mình sẽ thử từng vùng đất một xem thử coi là có được hay không nha. Antonio. Hola, chào mừng quay lại, tôi là Antonio. Bây giờ thì mình sẽ thử nghiệm xem nha. Đây, cái chỗ vùng đất này là vùng đất sệt này. Thì mình sẽ cắt thử xem thử coi cái chỗ này là có được hay không nha. Này. Đấy, đất nó rất là cứng này. Nói chúng mình dùng tay ấn thì nó vẫn xuống. Đây, bây giờ xoáy nha. Không hiểu là cái này nó do cái công cụ này của mình làm kiểu nó cái tấm này nó dày hay sao ấy, nhưng khi xoáy mình là cảm thấy giác nó rất là khó xoáy luôn. Hay là do đất hay là như thế nào đấy mình cũng chưa rõ nữa. Đây, đất chỗ này thì khi mà ấy ra thì nó vùn này, nó vùn như thế này này. Đấy, nó không tạo thành từng cục một đấy. Này, để mình sắn thêm một cái nữa nhá. Đấy, khi mà xoáy ấy, thì nó mắc đất sét đấy mọi người. Đất sét nó xoáy rất là khó luôn. Đấy, nó đi cả tảng luôn. Đấy. Như thế này thì bê cũng được nhưng mà nó nhỏ mọi người. Nếu mà mình đâm sâu á thì nó để khi mà mình xoáy không được. Còn đâm càn thì nó chỉ có được một ít như thế này này. Đấy, nhưng mà cái này cũng rất là rơi. Phía đất này thì mình nghĩ là chưa được. Tiếp theo là mình sẽ thử cái vùng đất chỗ anh Chiki Tu đấy nhá. Đây là cái chỗ đất mà nó có nhiều sỏi ấy. Đấy, ấn thì rất là khó vì chắc khả năng là nó gặp sỏi đó mọi người. Xoay đấy rất là nặng luôn. Và cái đất này thì nó khi mà nó ra thì nó rất là rơi này, nó rơi hết. Mình thì cũng chưa có cái kinh nghiệm làm ấy mọi người, nhưng mà cái đất này nó rơi, nó rất là rơi. Kể cả mình cắt một miếng nhỏ ấy nhưng mà đất nó rơi nó không làm được. Đấy, có cái đoạn này thì mình sẽ thử nốt cái đoạn này này. Đất chỗ này cũng khá là cứng. Đấy, đất đây cứng lắm. Đất là cứng. Ơi. Đấy. Chỗ này thì nó thành từng tảng nhìn rất là đẹp này. Nhưng mà kiểu như nó cũng là cái dạng đất rơi đấy. Nó rơi ấy. Chứ không phải nó cái độ kết dính của nó không cao lắm mọi người. Nên là cũng khó làm. Bây giờ đi sang bên khu vực của Kareka là cái khu vực mà có lẽ là bùn nhất ấy. Ấy mỗi tôi lâu đúng. Và tên ta cũng nghỉ xuống. Nào còn. Đấy, dưới này thì cắt thì mình thấy nó rất là... cắt mình nhận xuống thì rất là dễ này. Và bây giờ thì cắt tiến hành cắt thử xem nhé. Đấy, cắt cũng được này. Đi xuống lô đu ta bông này. Hà xin nha. Hà xin là bố đi lê va. Đấy. Đi xuống bố đi u dây xuống. Và ra cái lê la đu nào. Hà cái lê la đu đi phí xin. Thả về cổ ta cung hoa xin nhé. Để bôi với ta mê về hà xin.
cụt ta sinh ra poji là đấy. Phía bên này thì khả năng là được nè mọi người, vì đấm nó rất là nhẹ ấy. Nếu mà mình cái này nó không hẳn là chỗ này là toàn bùn đâu mọi người, đặt chỗ này nó rất là cứng chứ không hẳn là bùn, nên là mình nghĩ là cái kéo cắt đất này là không phù hợp ở trong cái chỗ khu vực đất của mình đây. Cái đất này thì khả năng là không phù hợp với cái dụng cụ này. Thôi thì để mình sẽ cho các bạn tiếp tục cao bằng cuộc thôi. Và mình sẽ chế cái dụng cụ khác là cái thuổng mọi người. Cái thuổng này khi mà chắn thế này này, chắn hai bên thế này và này ra thì nó có vẻ là nó sẽ hợp lý hơn. Đây, đã có rồi. Cái như ở bên này thì cái xẻng bên này chỉ có bán là những cái loại xẻng xúc thôi. Đấy, nó kiểu như nó cong như thế này này. Đấy này, nó cong như thế này và xẻng thì rất là mỏng luôn. Nếu như mà mình này ấy, mình này cái xẻng này là nó dễ bị gãy lắm. Đấy, nên là mình sẽ chỉ cho các bạn ấy là cái thuồng nó dày dày một chút đấy mọi người. Này, cái này nó cong ấy, nên là khi mà mình sắn ấy, nó cũng rất là khó này. Đấy. Depois eu vou fazer uma coisa direito assim. Ok. Tá vendo? Vou depisar. Nosso vai cortar assim. Já. Cortar assim, tá vendo? Já. Sai assim, tipo adobe depois. Vai. Já. Ok. Entendeu? Senão essa parte com todo. Isso com todo. Isso fraco. Já. Eu. Nenhum todo. Eu. Ferro, eu fraco. Eu. Okay. Eu é fraco. Eu lam. Eu lam. Eu. Ok, ok. Si tem aquele conforme está nosso país, tem. Ele é só assim, não é? Só, sai assim, depois leva a sua coisa. Ele sai assim. Para nosso não cavalo pequeno, depois assim, mais assim, levantar a coisa vai dar muito trabalho, entendeu? Mas só assim você pode levantar. Daí tá lá rápido. Não é? Já. Vai usar mais coisa. Saco fazer mais, tá vendo? Quando meter em seio assim, outro. Ou tem outro coisa. Já. Yeah. Nói chung là cái kéo cắt đất này thì ngày xưa sử dụng nó hợp với cái kiểu như là đất bùn đó mọi người. Còn cái đất này nó cứng quá mọi người, là không thể làm được. Nên là áp dụng vào cái trường hợp này thì nói chung là không ok đâu. Mạch ở đây thì nó có lẽ là nó chảy ở phía trên cái dòng suối ở phía trên kia chảy xuống đấy. Nên nó ra ở chỗ này rất là nhiều rồi. Nhiều lắm. Ngay chỗ này này. Đấy. Cái khu vực này với cả cái nói chung hầu như là cái những cái phân mà chặt với bơ phía trên cung này là hầu như là cái mạch nó chảy ra ở cái khu vực này rất là nhiều luôn. Nước nó chảy mình phải bơm liên tục đấy. Xong rồi bơm một lúc rồi phải nghỉ bơm một lúc. Được rất là nhiều. Ôi da. Tá saiu cabo? Sim, sim. Prego saiu? Sim, o prego. Usa outro. Depois tem prego lá dentro. Đào cái hồ này khá là vất vả mọi người ạ, vất vả cho các bạn này. Có lẽ là mình sẽ rút bớt cái độ sâu của nó lại ấy. Hôm trước mình tính là khoảng tầm độ 2,5-3m gì đấy thì bữa nay chắc là đào khoảng tầm độ 2m thôi mọi người ạ. Thấy các bạn vất vả quá. Bà Giới. Hola, chị chào các bạn, tôi là bà Giới. Bà Giới, hoje tem cabelo bonito. Bonito, chefe. Você meter assim tá bom, mais bom. Mais bom, puxinho. Agora você meter assim, assim, feio. Feio, chefe. Não é feio. Não é feio o quê? Assim não é feio, assim é mais bonito. Sim, aqui é mais bonito. Sim. Aí eu boto, bắt giữ boto, tóc lên, nhìn nó gọn gàng, đẹp trai hẳn rồi. Bữa đi, assim você não amará, vê feio. É? Assim, tá vendo? Não, mas também assim fica muito bonito, chefe. Bonito da onde? Por isso não tem namorada.
Nè bà rơi. Hả? Hả? Ah, é. Aquela dia na tu tá me falar assim. Hai hôm nay thì mình tạm dừng cái công việc đào ao ấy, tại vì hôm bữa đưa cái máy bơm xuống thì nó chạy được một ngày thì nó teo mất, nên là mình phải đi mua cái máy mới ấy. Từ hôm nay mới có cái máy mới để hút được lên cho các bạn đi tiến hành cái công việc đào này, tiếp tục cái công việc đào ấy. Ở từ cái khu vực này mà lên tới bờ thì mình tính cũng khoảng được tầm độ đâu được 1,5 mét đấy. Đây, ngay cái khu vực đây này, dưới này, chỗ Carica đứng là cái khu vực sâu nhất ấy, chỗ mình đặt máy đây này. Hiện tại thì anh Hiệp đang có một chút vấn đề quay về thành phố mọi người, nên mình sẽ tiếp tục ghi hình cho mọi người xem. Các bạn đào hồ ở phía sau là giờ hiện tại cũng đang nghỉ để vào tưới rau vì tiếp tục là trồng rau. Bây giờ thì mình cũng đang cho các bạn là rạch luống á, để tiếp tục cho hạ trồng hành tây á mọi người. Cái lò hành tây giống là mình cũng đã mua đây này. Hành tây này là loài hành tây củ lớn đó mọi người. Isso cebola grosso. Né? Você quando trabalha lá? Assim já começa a planta isso cebola? Ainda. Já sabe como planta? Sabe. Yeah. Assim quando planta já é? Yeah. Tất cả cái khu vực đất ở phía này á mọi người, là mình sẽ cho trồng toàn bộ là hành tây. Sau này tới khi mà cái cây xà lách ở phía bên này này nó tốt á, là mình sẽ nhổ xà lách ở phía bên này để trồng sang đây kiểu dạng như là xen cánh ấy mọi người. Assim lá já planta cebola, só planta aquele cebola que mundo, né? Ano passado eu também plantei cebola, mas não isso tipo branco, sabe qual é vermelho, mas também grosso. Aquele vermelho só semeia por quarto. Mas já semina? Não semina? Assim hoje tem quantas pessoas vêm trabalhar? Assim falta quem? Só falta as mães. Aquele mais falta muito. Agora planta muito cebola, depois tem muito cebola desfixe, não vai ganhar bem mesmo. Antônio, assim Zene, isso ia estar como? Está trabalhando bem? Era para trabalhar. Vai falar trabalhando? É. Lá? Sim. Natio? Sim. Assim, agora sempre lá? Sim, sempre lá. Assim, Nene fica com quem? Assim, Leo fica com a casa da mamãe. Ah. Casa com a mamãe aqui. Assim, ano que vem, ele já... Isso, ano... Nenê já vai estudar? Não, ainda não estudar. Ainda só tem quantos anos? Sim, vou fazer 4 anos, vou completar. Ano que vem, vou fazer 5 anos. Ah, não fica na creche? Não, só explicação. Ah, meu filho também chega com idade de meu filho. Também está na creche. Ah, muito bom. Então, a creche pediu muito dinheiro, então não tem... Já sabe quem? Sim. Já sabe ler? Ainda. Ainda não sabe ler, não, creio. Meu filho já sabe. Tem que falar com Zeni, de dia foi trabalhar, de noite chega a casa, tem que ensinar o nenê ler aquele ABC, entendeu? Yeah? Eu penso aqui, depois vai examinar muito aquele Zimboa. Por quê? Deve ver o Zimboa aqui mesmo. Uhum. Agora eu não estou entrando pelo Zimboa sair. Yeah. Vai examinar muito mesmo. Yeah. Eu quero passar para comentar nosso mesmo. Chefe, amanhã eu quero ir ao tribunal. Ah, resolver coisa do teu irmão? Sim. Tá bom, amanhã vai. Vai cedo. Sim, amanhã. De manhã, né? Sim, amanhã. Yeah. Assim, agora a família já resolve, já falar como? Vai pedir o quê naquele quem? Nada, não pediu nada. Não pediu nada? Sim, porque você pediu ar, você pediu dinheiro, então. Nós perdemos vida, irmão. Tua irmã, quando morreu, deixa quanto é filho?
3. Menina, assim, filho, agora fica com quem? Aquele filho, outro, dois filhos. Vai levar dois. Outro filho, fica com o pai dele, Agora tá, mano. Mesmo agora, ele já morreu. Também não consegui resolver nada. Ele também fazer coisa, tem erro, né? Ele também já tá no cadeia. Tudo também fica, tem que calma. Agora luta, coisa, também não consegui organizar nada. Assim, amanhã vou sair. Giờ này là khu vực hành nha mọi người. Hành bây giờ bắt đầu tụt rồi này. Một nhánh mới bây giờ ra ra này. 5-6 nhánh luôn. Tốt. Tốt. Tốt lắm. Tốt lắm. Đến cái Omenta My Sins à? Dạ. 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 Grande, vamos começar a vender a parceria já cliente, vamos esperar mais. Também atrai, eu também da Antônio tudo, planta tudo que ele mubanga, é cebola do grosso. Cebola grosso. É, fala haintei. Haintei, toi. Toi. Toi, aqui. Agora aqui, surrau. Isso planta agora. Yeah. Ainda pequeno, não cresceu muito bem. Aqui. Depois vai ficar já grande, agora já vai ficar fixe. Đây là luống surrau mà đợt trước mình cho trong này nè mọi người. Bây giờ củ cũng được như thế này đây này. Ui. Ele tem que é mais grande. Ele chega assim. É. Tô lắm. Tô lắm. Isso folha também bosu come. Dạ, muito ngon. Tipo folha de trusso, tá, né? Dạ, dạ. Eu já experimentei, já comi. Muito ngon. Aqui fala o quê? É hành tỏi. Hành tăm. Dạ. Hành tỏi é o quê? Hành tăm. Hành tăm. Vê. Uhu. Só uma bago, né? Uma bago. Depois ele é pequeno, assim. É. Depois saiu assim, bem grande assim. Tô? Não, é. Cebola não sai grande. Mas tipo, muito pequeno, pequeno. Depois ele. Fica assim, cara. Tipo, não é uma. Tá. Mas depois sai mais muito. Ok, depois fica já tudo junto. É. Já. Aqui toi. Toi, alho. Alho, toi. Essa aqui é nosso alho, já que é angolano. É. Isso alho eu compro do Sprite, que ele é grosso. Ok. Até se eu tivesse mais, nós plantar mais alho, porque eu acredito que quando ela crescer, cliente aqui, vamos precisar de muito alho. Alho durante os dias na praça. Tá bem caro. 4.500. 4.500. Depois vai comer aqui. Tchau. Caban. Caban. Toila. Toila. Kati. Agora repete tudo. Tchau.
Você não fala? Hã? Fala. Cati, hoje tá cozinha como? Cozinha que? Cozinha o quê? Com peixe. Mais que? Com peixe. Pegamos um molho de ajimpó. Com molho de massa também. Tá bom. Tudo colega, ninguém reclama? Não, ninguém reclama. Careca, mulher cozinha bom? Bem, tipo, acabando, eu falar ngon, né? Eu falar ngon, mas isso depende do colega. Sim. O colega vem falar no ngon, o colega fala ngon lam, epa, acabando, só já. É como assim? Acabando. Fala português. Depende do colega que você vão comer, se vão gostar ou não, mas... Desde que ela está cozinhando, até agora, nunca houve reclamação. Yeah. Porque eu falo nos colegas, não esperem, que talvez, se, sabendo que não é minha mulher, não podem falar. Se uma coisa não está tá mal, você, colega, fala, porque ela, eu conheço os erros e nos criticarem que a gente vai aprender. Yeah. Se a gente só pensar, não, é mulher do colega, não posso falar. Então vamos começar sempre a estragar. Yeah. Então tem que falar para a gente conseguir fazer boa coisa. Mesmo. Quando Cati, sabe quem? Você todo dia cozinha, depois quando você vê, senta comer junto, né? Você tipo também brinca, coisa, pergunta no colega. Colega, hoje estou cozinhando como? Saiu bem? Não bem. Não saiu bem, me fala. Amanhã eu repito cozinha mais bem. Sim. Entendeu? Yeah? Nenê, olá, olá, ah, careca, tem lá banana, você depois vai tirar, dividir no tudo colega, já? Okay. Ainda tem banana madura lá, já. Ela gosta, ela sofre muito, sofre já chefe, só fica calado. Não, que horário ri. Amanhã, quando ir trabalhar, melhor reparar roupa no pata do nenê. Quando chegar aqui, a partir de 15 horas, ferver água, dar banho na nenê. Não, você, quando chega a casa tarde, banha, depois nenê vai doente. Fica com cultivação, entendeu? Nenê tem que cuidar. Isso, hora tem que vestir calça, meter bem roupa, porque é tempo frio. Fica a nenê tragar, tosse muito. Certo. Yeah? Sim. Em bé của cá đây cá rất là khẩu nha mọi người. Hãy giờ nằm. Ôi. Ê. Ô lô lô. Ô lô lô. Ô lô lô. Ô lô lô. Ô. Ê à. À bám. Giá bán nha đu nè nè. Ê sao cháu đây hả đây bán. Ê à. Tú đu đi à tên kia xì. Về giá ta tổ xì. Tên kia mệt. Giá mai bán. Giá bán. Sim, mete mais que ele casar com nós roupa mais comprida. Sim. Yeah? Nenê doente, cansada muito. Bây giờ cũng là chiều rồi mọi người ạ. Thì tới tầm này thì thường thường là mình cũng phải chạy xuống đón các bạn về. Đấy. Ngày hôm nay là cái ngày mà Mimi sẽ cho các bạn ấy là ứng tiền này. À, hôm nay là có được mấy buông chuối chính nữa là chia đều cho các bạn luôn. Banana já acabou lá? Tem que ser dois cachos mais verdes ainda. Ainda verde? Já. Aí, tuổi có được mấy buông chín đấy thì cũng chia cho các bạn đấy. Ê, hoje tem kumbu. Kumbu banana. Kumbu ba. Kumbu banana. Kumbu com banana? Sim, sim, sim. Maduro. Não tá maduro. Não tá maduro. Aqui do 22. Hiện tại là phải đang chấm công cho các bạn nhé. Buổi chiều là phải chấm công này. Cati Tần. Cái này là các bạn ấy ứng tiền đó mọi người. Mỗi tháng thì mình cho các bạn ấy ứng hai lần ấy. Mỗi lần
cũng vừa vừa tầm tiền thôi chứ không cho các bạn ứng nhiều ấy, ứng nhiều quá là các bạn không ngồi tiền để mà tiêu nữa ấy. Careca. Ok, thank you. Bởi vì ứng nhiều quá không có để ứng nữa. Also vos de picar 5000. Tá bom. Você emprestar depois também não tem dinheiro. Lá basta. Lá basta salário. Batei. É 500, né? Quero 500. Só. Tá bom. É mil. Eu abusar, eu vou dar outro. É. Natu, vem, quanto tem? 2.000. Bây giờ là tới cái công đoàn là phạt chuối cho các bạn ấy. À, các bạn ấy cùng hưởng xong này. Ôi, depois vai fazer bánh chuối chiên à? Fazer món bánh chuối chiên. À. Em mesmo já na blusa. É, na blusa. Emmanuel, Eba. Um saco preto pra ninguém ver que essa. Tá você, né? Vai me dar de cadeca junto? Sim, pode. Nada. Olá, ele não fala nada. Nada. A parte não, chefe. Ainda tem guardião que passou ali para me levar também. A parte do careca vai vir. Ou quer dar naquela moça? Qual é, moça? Você quer um bater, né? Eu quero uma banana. Você quer ele bater, né? Tem uma aqui. Moça ali para. Me dá aqui. Banchuei. Chen. Banchuei. Banchuei Chen. Depois, vai fazer banchuei Chen. Bây giờ thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập tiếp theo của Tuần Hiệp TV. Xin chào.